Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của chứng viêm. Làm thế nào để bạn biết nếu bạn bị viêm? Trải qua cơn đau xuyên, thường xuyên, không liên quan đến chấn thương là một dấu hiệu của rất nhiều chứng viêm. Nếu bạn nhận thấy đau ở phần cuối của bạn hàng loạt, các chuyển động, bạn có thể có quá nhiều tình trạng viêm. Nó cũng có thể là một tín hiệu cho thấy bạn bị viêm khớp. Nguyên nhân chính gây viêm trong cơ thể là gì? Một số điều có thể gây mãn tính viêm, bao gồm không được điều trị nguyên nhân của cấp tính viêm, chẳng hạn như nhiễm trùng hoặc chấn thương, một rối loạn tự miễn dịch liên quan đến hệ thống miễn dịch của bạn tấn công nhầm vào mô khỏe mạnh, tiếp xúc lâu dài với các chất kích thích, chẳng hạn như hóa chất công nghiệp hoặc không khí bị ô nhiễm. Viêm là gì và tại sao nó xấu? Đó là một phần trong các mánh khóe của hệ thống miễn dịch để châm ngòi cho sự phòng thủ và thúc đẩy quá trình chữa lành. Nhưng khi phản ứng đó liên tục được kích hoạt, theo thời gian nó có thể làm hỏng cơ thể thay vì chữa lành nó. Đó là những gì xảy ra trong các bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp. Cách nhanh nhất để thoát khỏi viêm trong cơ thể là gì? Thực hiện theo 6 lời khuyên để giảm viêm trong cơ thể của bạn. Thứ nhất, tải lên thực phẩm chống viêm. Thứ hai, cắt giảm hoặc loại bỏ thực phẩm gây viêm. Thứ ba, kiểm soát lượng đường trong máu. Số 4, dành thời gian để tập thể dục. Thứ năm, giảm cân. Thứ sáu, quản lý căng thẳng. Những thực phẩm có hại cho viêm là gì? Dưới đây là 6 loại thực phẩm có thể gây viêm. Thứ nhất, đường. Thứ hai, chất béo nhân tạo. Thứ ba, dầu thực vật và hạt giống. Thứ bốn, carbohydrate tinh chế. Thứ năm, rượu quá mức. Thứ sáu, thịt đã xử lý. Làm thế nào để bạn biết nếu bạn bị viêm mãn tính? Làm thế nào để biết bạn biết nếu bạn bị viêm mãn tính? Xét nghiệm máu đo lường một loại protein được sản xuất bởi gan. Protein phản ứng CCRP tăng lên để đáp ứng với tình trạng viêm. Mức CRP trong khoảng từ 1 đến 3 mg mỗi lít máu thường báo hiệu mức độ viêm thấp nhưng mãn tính. Trà gì tốt cho viêm? Dưới đây là 6 loại trà mạnh mẽ có thể chống viêm. Thứ nhất, trà sâm. Thứ hai, hồng thắm. Thứ ba, củ nghệ. Thứ bốn, rừng. Thứ năm, hoa hồng. Thứ sáu, fennel. Nước chanh có giúp giảm viêm không? Giảm viêm và làm sạch hệ thống. Uống nước chanh thường xuyên làm giảm hệ thống axit của cơ cho cơ thể và loại bỏ axit uric khớp khỏi khớp. Nó giúp tăng cường chức năng enzyme kích thích gan của bạn và kích hoạt dòng mạch, giúp nhũ hóa và loại bỏ các độc tố hòa tan trong chất béo. Làm thế nào để tôi giảm viêm ở khớp? Gần đây các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung cầu cá, dầu cá giúp giảm sưng và đau khớp. Thời gian bị cứng khớp buổi sáng và hoạt động của bệnh ở những người bị viêm khớp dạng thấp. Nguồn tốt nhất là cá hồi, cá ngừ, cá mòi, cá chích, cá cơm, sò điệp và các loại cá được lặn lặn khác. Viêm khớp cảm thấy như thế nào? Ví dụ bạn sẽ cảm thấy đau ở cả cổ tay trái và tay phải, tay và đầu gối. Nếu bạn có viêm khớp, khớp đau có thể dao động từ nhẹ đến trung bình hoặc nặng. Đôi khi nó có thể cảm thấy như bong gân hoặc gãy xương. Một số vùng trên cơ thể bạn thậm chí có thể bị đau khi chạm vào. Viêm có chữa được không? Điều trị viêm sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng. Thông thường không cần điều trị. Tuy nhiên, đôi khi không điều trị viêm có thể dẫn đến các triệu chứng đe dọa tính mạng. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.